Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của xe Suzuki 550 kg và Taco Toller 750 kg. Sản phẩm này là với cái dòng xe này thì là dòng sản phẩm nó liền luôn cả hộp anh em nhé, liền luôn cả van tiết lưu, và cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm dàn đúc anh em ạ. Đây là đã bao gồm cả vỏ hộp, là chúng ta về chỉ việc lắp ráp, sau đó bắt đầu co là xong, bởi vì là bên trong thì nó đã bao gồm là có van tiết lưu rồi. Chúng ta cẩn thận thì sẽ đi thêm một cái rơ le ngắt lạnh nữa. Đây, đây chính là cái hình thức của cái dàn lạnh Suzuki 550 kg. Đây là cái chỗ để chúng ta bắt dàn lạnh này. Đây là cái ống dẫn nước thải của nó này. Đây. Đó. Đây chính là phía mặt trước của sản phẩm này, và đây là phía mặt sau của sản phẩm này. Đó. Đây. Phía bên ngoài là nhựa ABS cao cấp anh em nhé. Đây chính là cái nhựa ABS để thiết kế chuyên sản xuất các cái vỏ hộp dàn lạnh. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh của xe Suzuki 550 kg và Taco Toller 750 kg, 990 kg. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.